Chào mọi người, chiều nay em giới thiệu đến mọi người con Dell Latitude 7380 nha mọi người. Con này thì cũng là giống như 7390, mọi người. Ngoại hình nè, cân nặng đều y hệt nhau, viền nhỏ và độ phân giải màn hình là 13.3 inch Full HD. Các ngõ kết nối cũng đầy đủ nha mọi người. USB, rồi ngõ mạng, rồi ngõ Type-C, HDMI, nói chung là đầy đủ hết. Các góc thì cũng còn đẹp ha. Trên cái này thì không có thấy trầy xước gì nhiều, không thấy trầy xước gì nhiều hết mọi người. Như vậy là ok. Nhìn nghiêng như thế này thì nó sẽ có một cái dấu giống như là trước người ta sử dụng trên cái nền nhung, giống như cái tấm vải nhung của mình, mình vuốt hướng này thì theo hướng này vậy mọi người. Cái dấu sticker nó dán sơ sơ để mình nhìn thấy rõ ha. Đó, nhìn hướng này là xấu nhất, còn lại thì khi mà mình nhìn hướng này thì không có thấy gì hết mọi người. Cái dòng Latitude là đa số là nó như vậy. Không thể nào mà không có được. Màn hình rất là đẹp nha mọi người, 13.3 inch Full HD. Rồi đây là phím. Đẹp keng luôn nha mọi người. Đẹp keng luôn, mình đang đem ra ở ngoài trời á, ở sau vườn nhà mình á, để mình view cho mọi người xem cho nó rõ. Đây thì có mòn sơ sơ nè, mòn ở chỗ cái chiếu để tay nè. Như làm là ta lịnh bịnh rồi vậy đó, có mòn sơ sơ ha. Mình cũng quay rõ, nói chung là mọi người ví dụ ai mà quan tâm tới cái con này á thì xem video kỹ hơn, máy thì hoạt động hoàn hảo rồi. Con này á là 7380. Vẫn là viền, full viền nha mọi người, vẫn là sang, màn hình 13.3 in dòng doanh nhân đó. Không lỗi không gì hết, màn hình đẹp nha. 7380 nè. Con này là i5 Gen 7 mọi người ha. i5 7300U, RAM 8GB và SSD nè. SSD là 256GB. Màn hình là Full HD IPS hết trơn á. Em ra ở ngoài trời mà màn hình nó còn quá đẹp luôn mọi người. Không có bị chói, không có bị bóng, không bầm, không đốm gì hết. Rất là ok luôn, 1920x1080 nha mọi người. Cái mẫu máy á, 7 dòng mà dòng 7 mà 7390, 7380 rồi mọi người, thấy rất là sang. Nó gọn, cái size của nó y hệt những cái con 12.5 inch thôi, mặc dù nó 13.3 inch nhưng mà những cái size ví dụ như là nó vừa phải, nó nhỏ gọn á mọi người, tại vì màn hình nó full viền mà. Đó. Cấu hình như vậy ha, pin nó thì trên 3 giờ, pin 3 giờ nha mọi người. Trên 3 giờ, máy kèm sạc zin. Con này thì như vậy là đẹp rồi mọi người ha. Chung là không có phải là đẹp keng lắm nhưng mà như vậy là đẹp rồi. Em báo giá mọi người là chỉ 6,5 triệu, máy kèm sạc. Cấu hình như thế này ha mọi người. Full viền. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Cảm ơn mọi người đã xem kênh của em.